Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với tin tức 24 giờ TV và hãy cùng với mình cập nhật thông tin đáng chú ý có trong ngày hôm nay. Từ trước tới nay, Công Vinh và Thủy Tiên luôn là cặp vợ chồng hình mẫu của Vbiz và được nhiều khán giả ngưỡng mộ. Hầu hết qua những hình ảnh mà Thủy Tiên chia sẻ, có thể thấy rằng vợ chồng cô luôn dành cho nhau những sự quan tâm, săn sóc và tình cảm gắn bó keo sơn. Mới đây, vợ chồng Thủy Tiên và Công Vinh đã có những trải nghiệm về cuộc sống hôn nhân trên sóng truyền hình. Thủy Tiên cho biết, điều mà ông xã khiến cô hài lòng nhất chính là được quản lý toàn bộ tiền của gia đình. Về phía Công Vinh, anh nói rằng, ba cái gì cũng thích nên không chọn được. Đặc biệt khi được nghe câu chuyện Harry Won Phát Trấn Thành 2 triệu chi tiêu mỗi ngày, Công Vinh cho biết anh còn không được đồng nào, tiền do Thủy Tiên giữ hết. Trấn Thành như vậy là may đó, ngày còn được 2 triệu. Còn tôi, Thủy Tiên giữ tiền hết, một ngày trả được đồng nào, Công Vinh nói. Dường như để gỡ gạc và sợ vợ mất lòng, anh giải thích. Thực sự tôi không có nhu cầu tiêu tiền lắm. Thủy Tiên lên tiếng thanh minh. Anh ấy chỉ tiêu thẻ thôi, cuối tháng trả tiền hết hồn luôn, khi khán giả thêm thích thú. Khi được hỏi về việc dự định sinh thêm em bé, vợ chồng Thủy Tiên bày tỏ thời gian tới đang tính về việc đó. Gia đình có đủ nếp đủ tẻ. Cô nói về bí quyết giữ gìn hôn nhân đó là cả hai vợ chồng luôn ở bên cạnh dành thời gian, nấu ăn cùng nhau. Dù bản thân lười ra ngoài, cũng như thích không gian nơi ở của mình, nên ở nhà mỗi người mỗi việc, nhưng lúc nào cũng nhìn thấy nhau. Suốt 10 năm từ khi yêu đến lúc về chung nhà, Thủy Tiên luôn làm khán giả ghen tị vì được Công Vinh yêu chiều hết mực. Anh luôn ủng hộ và tôn trọng quyết định của vợ. Ví dụ như mới đây, Thủy Tiên vừa thông báo về việc sẽ trao lúa giống cho bà con miền Tây, hỗ trợ bà con gặp khó khăn, thiếu hạt giống sản xuất cho vụ sau. Số tiền được Thủy Tiên chi 2,2 tỷ đồng trong quỹ, số dư còn lại sau dự án lắp máy lọc nước để mua 150 tấn hạt giống loại tốt nhất. Cô viết rằng, năm nay do hạn mặn kéo dài nên bà con nông dân mất mùa, một số người dân nghèo vì mất mùa năm ngoái vẫn chưa xoay mượn được tiền đâu để mua lúa giống cho mùa vụ mới năm nay. Tiên sẽ trực tiếp xuống tận nơi để phát tận tay lúa giống cho bà con vào hai ngày 25-26 tháng 6. Đặc biệt, Thủy Tiên còn được khen khiến fan hâm mộ thích thú khi chia sẻ phản ứng của Công Vinh khi vợ tiếp tục về miền Tây làm từ thiện. Nữ ca sĩ đã hỏi ý kiến chồng. Mình mua lúa tặng bà con không Vinh? Được nam cầu thủ đáp lại, bà nghĩ tôi dám cãi bà không? Nhiều người đùa rằng Công Vinh sợ vợ, thế nhưng thực ra anh đang có cách ủng hộ vợ vô cùng hài hước. Sau hàng loạt hành động giúp đỡ bà con bị hạn hán thiếu nước ngọt, mới đây Thủy Tiên tiếp tục có thêm nhiều giúp đỡ. Cô vừa thông báo về việc trao lúa giống cho bà con miền Tây, hỗ trợ bà con gặp khó khăn, thiếu hạt giống sản xuất vụ sau. Số tiền được Thủy Tiên chi 2,2 tỷ đồng trong quỹ, số dư còn lại sau dự án lắp máy lọc nước để mua 150 tấn hạt giống loại tốt nhất. Năm nay do hạn mặn kéo dài, bà con nông dân mất mùa, một số người dân nghèo vì mất mùa năm ngoái, chưa xoay mượn được tiền đâu để mua hạt giống trong vụ mùa mới năm nay. Tiên trực tiếp xuống tận nơi để phát tận tay lúa giống cho bà con, hai ngày 25-26 tháng 6. Hành động của Thủy Tiên nhận được phản hồi tích cực từ khán giả. Không chỉ thế, Thủy Tiên còn được fan khiến fan hâm mộ thích thú khi chia sẻ phản ứng của Công Vinh khi vợ tiếp tục về miền Tây làm từ thiện. Công Vinh Thủy Tiên luôn là cặp đôi vàng trong làng bóng đá Việt, được hâm mộ về tài năng, khen ngợi về hạnh phúc gia đình sau 12 năm chung sống. Một thập kỷ từ khi yêu đến lúc về chung nhà, Thủy Tiên luôn làm khán giả ghen tị vì được Công Vinh yêu chiều hết mực. Thủy Tiên luôn chăm sóc Công Vinh, còn Công Vinh luôn sát cánh cùng Thủy Tiên trong nhiều sự kiện lớn nhỏ của Vbiz. Không chỉ vậy, hai vợ chồng cô nổi tiếng vì thường xuyên làm từ thiện. Vừa qua ngày 1 tháng 6, Thủy Tiên đăng tải chi tiết về việc quyên góp đặt máy lọc nước ở miền Tây. Số tiền cuối cùng nữ ca sĩ nhận rất lớn. Báo tin mừng cho cả nhà này, tiền nhận quyên góp là 15 tỷ 340 triệu dự án máy lọc nước hiện tại, gần như hoàn thành xong tốt đẹp. Chỉ còn lại hai máy phát sinh sau cùng, vừa mới quyết định làm thêm 1 đến 2 hôm nay thôi. Để đảm bảo tính công khai, cô rất cẩn thận công bố chi tiết những thông tin, toàn bộ những chi tiêu trên trang cá nhân để mọi người tiện theo dõi minh bạch với số tiền cô kêu gọi trong thời gian qua. Thủy Tiên rất tận tình đến từng nơi xem bà con lấy nước ra sao, kiểm tra từng khâu kỹ càng như thế nào khi đưa máy vào hoạt động. Chúng mình là tin tức 24 giờ TV, các bạn đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh của chúng mình để luôn luôn cập nhật những thông tin mới nhất có trong ngày đến từ chúng mình nhé.